Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay tôi đi ăn bánh mì. Và thật là có 3 loại bánh mì. Tôi món số sáng, chả lẽ, bình thường, giá cao. Khác như thế nào? Tôi muốn biết. Nên hôm nay số sáng 3 loại lấy bánh mì. Thứ nhất là giá 15.000 bánh mì ốp la. Ngon không? Ngon. Tôi luôn luôn ăn bánh mì này. 15.000 bánh mì, nhưng mà có rất nhiều thức ăn. Hương vị là ngon, nhưng mà bánh mì này là mềm mại và bị rỗng. Tôi muốn có mấy tiền trang nữa. Thứ hai là bánh mì tôm khối 36.000 giải phóng. Bánh mì này là cứng. Tất cả hồi nhóm. Hồi nhóm. Mayonnaise. Tôi mày. Tôi rất thích mayonnaise. Rồi tôm rau tất cả rồi. Bánh mì này có nhiều rau, có nhiều mayonnaise. Tất cả người Nhật Bản rất thích mayonnaise. Em chắc là bánh mì này người Nhật rất thích. Tôi suy nghĩ kiểu bánh mì Việt Nam khác nhau, cái này khác nhau. Chắc là bánh mì này dành cho người nước ngoài. Nhà hàng cực chậm, có rất nhiều bánh mì. Tôi đã gọi bánh mì bên tăng 159.000. Bánh mì như thế nào? Hồi hộp quá. Giá cả bánh mì là rất khác nhau. Chúng ta hai loại bánh mì, đặc biệt là khổ phong. Hai loại bánh mì là khi ăn có bề ngoài mái đắng và khổ ăn hết. Thoải mái. Thoải mái. Sao xí. Sao xí. Wow. Tôi suy nghĩ bánh mì này đặc biệt là sốt tartare. Ở Việt Nam có sốt tartare ít, rất rất ít. Tôi đã ăn sốt tartare ở Việt Nam là một lần, hai lần. Người Việt Nam không thích sốt tartare không? Nên có tartare ít. Phải không? Đúng không? Ăn tốt quá.